Sóc Trăng, đường dây đánh bạc lớn trên mạng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Qua dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục, đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn ở Sóc Trăng đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức thưởng nóng cho ban chuyên án phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc của công an tỉnh này. Theo công an tỉnh Sóc Trăng, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm trước khi xảy ra đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Khi dịch bùng phát mạnh, các nghi can ngưng hoạt động vì những công ty xổ số kiến thiết phía Nam tạm dừng mở thưởng. Cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc hoạt động tiếp. Qua dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục, các nghi can đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Như người đưa tin đã đưa, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang hai đối tượng gồm Nguyễn Quốc Thái, sinh năm 1989, thường trú tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hiện ở phường 3, thành phố Sóc Trăng, và Từ Phi Hải, sinh năm 1987, thường trú phường 3, thành phố Sóc Trăng, sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối Internet, tiếp nhận thông tin đặt cược số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc từ các đối tượng khác. Sau đó, các đối tượng tổng hợp để chuyển đến nhà cái cấp trên tại thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh hoặc giữ lại một phần tự làm thầu. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản thu giữ nhiều tăng vật gồm hơn 1,3 tỷ đồng, 26.400 đô la Mỹ, 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tăng vật có liên quan khác. Mở rộng điều tra, tiến hành khám xét, công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1980, thường trú khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, là người chủ mưu cầm đầu và 17 đối tượng có liên quan cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.